Nay thôi con ơi, nhỏ nó giống có con cũng chết mà. Con nhìn sự sẽ chị con bán coi, coi cho kỹ coi chứ sao mẹ thấy bề xề không có con gà chân nghe, mà lại có thằng anh thứ hai nó bán nữa. Tưởng đâu chồng của nó nó bận lẹn thèn dữ lắm kìa. Nó bán dưa hấu mà nó bận vậy thôi chứ. Thì bởi vậy tôi có bốn con chứ đừng chê đó. Chú coi nó đi bán dưa hấu mà cái tiền nó bỏ trong cái bọc mũ rồi nó nhét vô lưng quần vậy nè. Nó chưa cỡ nào rồi. Có mấy bữa con mới về mà chồng đi làm đó, rồi mẹ hỏi ngủ mình sao ma không, ngủ qua ngủ với tao nè, mà nó thôi đâu dám, để giờ hai chồng ngủ qua ngủ luôn chết luôn. Cả gì nghe đó, gặp mẹ chồng á, em không biết mẹ chồng em. Hồi đầu cái chồng em á kêu mẹ gửi bùn dừa cho em, cho em tập chặt dừa, tại em không biết chặt dừa. Cái đem bùn dừa ra, mẹ này là cũng định ra coi thử mặt con dâu nhỏ này sao nha. Cái đem ra cái gặp ba em bán không có thấy được con dâu, cái mới chạy vòng đi chợ đi mua đồ, mua gì không biết nữa. Để hồi quyết tâm có vòng về nhìn mặt con dâu cho bằng được, cái về cái gặp em mà em thì không có biết mẹ em, thắng lại mua trái dưa hấu. Cái mới hỏi là cô em mua mấy trái nha cô, nói bán cho tôi trái dưa đó, em cũng lựa bún bún dưa, lựa nó này cô căng lên, nhớ trái dưa đó là như 20.000 á. Mới đầu không kêu bằng cô, kêu bằng chị, tại vì bịt khẩu trang lại nhuộm tóc vàng thấy trẻ lắm. Tính tiền xong cái thấy mẹ chạy số biển số lạ, cái hỏi mẹ là ủa chị ở miền ngoại sao mà thấy biển số lạ quá. Không phải, cái này xe của con tôi mua cho tôi. Cái mở khẩu trang ra tôi là mẹ ăn giật trời phát thầm thì mẹ. Cái đầu nha, đầu khớp rồi, nó dạ thôi con không lấy tiền cô đâu, gửi tiền lại. Cái mẹ không có thấy nó, thôi tôi trả tiền cô, bán lại nhiều cô cho tôi. Rồi đó mới sao mới biết là mẹ ra coi mặt á. Thế coi mặt ngay vào lúc bán dưa hấu thấy sao? Ấn tượng vừa coi nói chung là tôi cũng biết trước rồi. Cái này thôi con ơi, nhỏ nó giống có con cũng chết mà. Con nhìn sự sẽ chị bán dưa hấu. Coi cho kỹ coi chứ sao mẹ thấy bề xề không có con gà cái chân á nha. Mà lại có thằng anh thứ hai nó bán nữa. Tưởng đâu chồng của nó. Nó bận lẹn thèn dữ lắm kìa. Tôi bán dưa hấu mà nó bận vậy thôi chứ. Thì bởi vậy tôi có bốn con chứ đừng chê đó. Cái thằng con thì nó nói con chịu không chửi sạn. Nói chung dâu của tôi thì nó không có đua đòi. Dạ. Đi ra thì nó chửi sạn quá thôi. Quá tốt luôn, là buôn bán mà cần gì chửi sạn. Chú coi nó đi bán dưa hấu mà cái tiền nó bỏ trong cái bọc mũ rồi nó nhét vô lưng quần vậy nè. Nó chưa cỡ nào rồi. Gì con dâu làm dâu tốt không? Nó có lèn xèn, nó có này kia không? Nó làm dâu gì đâu, tôi làm dâu lại không? Trời ơi. Sao vậy cô? Đi bán 6 ngày thì bán 6 giờ ngủ 7 giờ là đi rồi. Rồi cái phải đem nấu cơm, đi chợ nấu cơm đem ra ngoài. Trời ơi, xuống quá vậy. Mới làm xong rồi cái bắt đầu là chiều mình làm công chuyện làm chuối này bán nè. Là bỏ mối rồi cho con dâu đem ra ngoài bán nữa. Rồi mới chiều mới nấu cơm chiều là ăn, rồi con về là tới 8-9 giờ, nhiều khi nó tắm rửa, rồi có bữa nó ăn có bữa không ăn. Ra vô mùng thì mình cũng lại ngay phòng nè, mình nói vài tiếng đặng xã giao với con chứ để hơi tội nghiệp. Sợ gì nói mẹ chồng là gì đâu mà không có ngạc tới nữa. Nhiều khi nha, nhà có hai vợ chồng mà buồn lắm, cái kêu thôi bữa nay con mang ế đóng lại nha, đặng đi về sớm. Trong bụng mình đâu nói ở nhà buồn đặng về tâm sự hay gì đâu. Nhưng mà rồi chỉ có về không cô? Có khi về có khi không. Khi cũng đeo tới 8 giờ tối đó chứ mình. Ủa, chồng con là đi ở ngoài Hà Nội luôn hả? Chồng con hồi trước thì làm ở ngoài Hà Nội á, sau này rồi chuyển về làm ở Sài Gòn rồi. Rồi giờ vẫn còn làm, con còn bán dưa hấu ở dưới quê á. Chồng con làm gì? Chồng con làm thợ hàng. Làm Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Rồi vậy con cứ coi như là làm bạn trái dưa hấu suốt vậy đó. Dạ đúng rồi. Rồi bao lâu thì anh xã mới về một lần? Để đâu thì tuần về cũng có, nửa tháng cũng có, một tháng cũng có nữa. Trời vậy nhớ dạ. Chết mới cưới nữa. Nhớ không chết luôn. Đây công việc phải chịu thôi. Vậy mà chị đòi đi theo, kêu đi theo không chịu. Nó chồng đâu vậy đó, nó không chịu. Bán dưa thì lời cũng ham. Rồi nói chung là ham tiền không mà. Bán ở chợ Sa Đéc luôn hả? Ở gần chợ đó chú. Thì người ta đang kiếm ra tiền sinh, kiếm tiền mà. Hai mẹ con có hợp nhau không? Hai mẹ con thì hợp nhưng mà cũng không có thời gian để tâm sự cơ chú ơi. Sáng thì con đi rồi cái mẹ nhà làm hoài thì tối thì nghỉ là vô mùng là mệt mỏi rồi. Nhiều khi con về mình cũng tâm sự thời gian mà nay nó ngủ vậy thôi, cũng hợp chứ không có gì. Ủa nãy nghe mẹ chị nói là mẹ chị nấu cơm đem ra cho chị hả? Phải không? Dạ đúng rồi chị. Cũng thương con dâu quá ha. Đó mày cũng nói vậy, nói bà có con dâu bà cực quá, bà đi đem tôi khỏi đem đi, nó ăn cơm tiệm. Cơm tiệm sao mà ngon. Thì đúng rồi, một giờ là
chạy chiếc xe quay tạch ra đưa cơm cho ăn gì đó, nấu có gì ngon múc ra cho em ăn hết trơn. Rồi chị với mẹ là hợp nhau điểm gì? Hợp nhau hả? Chắc tính tình thoải mái vui vẻ, chị hòa đồng lắm. Có mấy bữa con mới về mẹ chồng cũng đi làm đó, rồi mẹ hỏi ngủ mình sao ma không, ngủ hôm qua ngủ với tao nè, mà nó thôi đâu dám, để giờ hai chồng ngủ hôm qua ngủ luôn chết luôn. Có điều gì mà mẹ chồng thấy chưa hợp với con dâu không? Không có cái chuyện gì không hợp, nhưng mà chuyện nấu nướng á thì coi như là dở, không có nấu được cái gì là ngon. Lo bán không mà. Ủa chứ nào giờ là chị có nấu ăn cho mẹ bữa nào chưa? Thật sự là từ trước tới giờ mà cưới về thế, nếu mà nấu một bữa ăn mà đàng hoàng mà tự em đi chợ mà tự em về em nấu thì chưa có luôn á. Thiệt đó là cũng hơi buồn, nhưng mà tại vì công việc nên thời gian sắp tới là em sẽ, nếu mà em không đi bán ở nhà nghỉ ngơi, em sẽ nấu cho ba mẹ bữa cơm đàng hoàng ăn. Nấu cũng nấu dở lắm chị ơi, mẹ thì ăn mặn, em thì ăn ngọt, bởi vì khó lắm. Có bữa mẹ kho chảo lương á, mẹ kho mặn không có mặn lắm, ăn cũng vừa ăn mà tặng em ăn ngọt. Cái em gình cái bắt chảo lên, cái em bỏ đường vô, cái hồi đem ra mẹ ăn cái thấy kỳ kỳ. Ủa Trang, mày lấy đường thêm gì đó Trang? Dạ đúng rồi, là cái chảo lương nó bỏ mình em ăn luôn, không ăn luôn, em còn nấu được đâu. Rồi mấy đó, đứa không hết dám bỏ đường. Mấy đứa bảo nè, ở nhà đâu có đi bán cái mua lương, mua lương gì gạo của nó, thôi Trang đi mần lương đi con, để thôi nó ốm. Cái nói để con đi chặt lá chuối nha mẹ, để lá chuối chà hoài vậy nè. À, sao mẹ ơi, sao mà con mần lương bữa nay nhớt hoài, con chà hoài nhớt hoài. Cái hỏi chứ con có nấu nước sôi trộn không? Không, để nguyên vậy chà đó, chà hoài đâu sạch đâu. Cái nói con phải bắt nước lên, con phải chà trộn cho nó qua, cái con mới lấy lá chuối con chà lại mới sạch. Rồi làm vậy đó mới sạch. Giờ mình mới biết luôn á. Con cũng mới biết luôn á. Chứ đừng nói chi nó, nhiều khi tuổi trẻ nó chưa biết gì đâu, mình chỉ từ từ ha. Dạ, chỉ từ từ. Mẹ chồng thì cũng rất thương con dâu, tại vì mẹ đã chết rồi, cưới mới chết có mấy tháng nay nè, bị bệnh đó chú Quyền Linh rồi thấy cũng tội nữa. Bây giờ chỉ còn có ông già, còn rồi hai vợ chồng bên chồng, mà bởi vì tôi cũng thương nó nhiều hơn. Rồi mình có tính về con thì cháu này kia chưa? Tại vì cũng ham cháu, nhưng mà thấy mẹ mới mất với lại mới có 7 tháng à, mình cũng không có gây áp lực cho con. Đúng rồi, ta để từ từ chứ lâu quá thì cũng phải lo. Hai mẹ con có hay giải trí đi siêu thị hay là đi hát karaoke hay là đi coi ca nhạc này kia? Chỗ hát karaoke tài tình luôn nha. Thấy hả? Mà nhà đâu chưa có sắm dàn karaoke mà chất lượng, hay kêu dàn kiểu kéo lại hồi vợ, hay kêu kiểu kéo lại hát á. Hát xong rồi cũng phải sớm nhậu rồi nhảy từng bừng sớm. Thấy khó. Hát bài rồi, lên đây sao nhà nhớ. Trời ơi, không dám hát đâu. Tại không sao đâu cô, nhà mình không hả, có ai đâu. Hát giọng cổ đi. Trời ơi, quá ngon. Hát lòng mẹ đi, lòng mẹ Hậu Phương. Lòng bác Hồ mênh mông như biển cả, âu yếm thân thương cao vút tận mây trời. Ôi, nghĩa nặng ơn sâu còn ghi nhớ trọn đời, yên giấc cho dần thái nguyên dân to sáng lo cho miền Nam và bầu bạn gần xa. Bác đã chắc chiếu từng hạt gạo tất cả cho miền Nam để đánh thắng quân thù. Lòng Hậu Phương là niềm tin của bác, vang vọng trời Nam với niềm tin tất thắng. Này quá, cảm ơn cô. Không phải về con học mẹ hát, hai mẹ con xong ca cho nó vui chứ. Lo bán quá, không có thời gian quá. Về dạ. Lo bán quá, không bao giờ nhớ mua quà tặng mẹ không? Đâu có nhớ đâu. Nói gì giờ mới nhớ, đó giờ cũng chưa tặng mẹ gì hết trơn. À, có giận không cô? Không, không có giận. Quà cá thân nó không thành vấn đề, miếng con cá nó vui là được. Rồi có bao giờ mà vợ chồng con cãi nhau trước mặt mẹ chồng không? Không, thường mà con mà cãi nhau với chồng con là hai chồng con biết không à, mà khi con giấu luôn á. Mà mẹ hay lắm, nhìn là biết rồi. Hỏi mẹ ở nay Nhật chồng mày điện mày không? Con nói không có. Là biết hai chồng cãi nhau đó, là bắt đầu mẹ là điện người kia, là nói người kia sao, điện phiên nói con ở đây là sao sao. Mà tội nghiệp mẹ lắm, như năn nỉ là thôi hai chồng đừng cãi nhau. Nhiều khi con giận chồng con, con thấy mẹ con tội nghiệp, con cũng không dám giận chồng con. Hôm đó giấc trưa thì chồng ra ngủ dữ dưa, vợ kêu anh bán giùm em thì 10.000 ký gà giá nghe. Chồng thì thấy người ta mua bán lại bán 9.000 gà cự sao không biết. Cái hàng con tôi gì anh giận, nó nói có 1.000 mà bán cho người ta bán lại mà anh gì cự giận nó. Con đi làm nữa, bắt đầu cái tôi cũng gầy con trước.
cái thôi cái chiều cái Trang về cái kêu mẹ Trang, con ngồi đây mẹ nói này con nghe, con bây giờ thằng Nhật dễ nói vậy đó, mà mẹ nói con nè, bây giờ thằng chồng lỡ bán mất 1.000 ký, 50 ký có 50.000 hả, có đáng gì đâu mà để vợ chồng con có 50.000 mà để dây lộn. Đúng rồi, bây giờ từ ngày sắp tới nếu mà chồng con bán mắt á, tiền lời nhiều thì hai chồng ăn nhiều, nếu mà bán rẻ thì ăn ít thì lời ăn ít, chứ đâu có ai vô ăn đâu, con sợ. Dạ. Mà chi mà có 50.000 để cho hai chồng xích mít rút kinh nghiệm lại, cái thôi vậy thôi, cái vô năn nỉ chồng, cái trời sáng ngày con tôi nói mẹ tối mẹ nói gì mặn chán, vô năn nỉ con thì cũng gậy hai đứa hai bên hết. Mẹ chồng dễ thương quá, cảm ơn. Dạ. Mẹ chồng rất là nhiều. Rồi bữa nay mình muốn con dâu mình thay đổi gì không? Bây giờ mẹ thì không muốn thay đổi gì, nhưng mà con là muốn ăn cái gì là phải ăn, không hà tiện. Thèm cái gì là ăn, chứ không hà tiện dữ lắm. Sức khỏe là quý nhất, chứ đúng không rồi. Có tiền không thành vấn đề. Con bằng cả đời mà con không ăn là bệnh, là con chị cũng thiếu luôn. Đúng rồi. Đúng rồi mẹ. Dạ. Mẹ con cũng mất rồi. Sau này con coi mẹ là mẹ ruột, hình ra lại có gì mẹ cứ dạy dỗ con, cứ chia sẻ thẳng thắn với con nghe hết. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc như thế nha. Rồi, tặng một kỷ niệm để coi cái này, nhớ có Quyền Linh Lê Lộc. Rồi, cảm ơn chúng nhiều, cảm ơn chương trình.